12 giờ trưa rồi mà vẫn còn ngủ. Hến ơi, Hến, Hến, bỏ ra, dậy đi. Hến, cái con này, dậy mau. Không gì thì ai, thường gái tôi nướng ngủ giờ mới dậy. Này, xem cho dì cái váy nào đẹp, dì mặc đi. Dì lại đi hẹn hò với Dượng đúng không? Hai người yêu nhau lâu như thế rồi mà cứ như đôi chim ri. Nói ít thôi, dì hẹn hò với ai thì kể dì, chọn nó lên, không muộn giờ. Đây, cái này đẹp nè dì ơi, dì cứ tin con. Cái này á, lấp la lấp lánh kim sa hạt lựu, đẹp tuyệt vời. Có thật không? Dì cứ tin vào mắt thẩm mỹ của con. Hơi bị tuyệt cả là vời đấy. Nhưng mà dì thấy cái này ổn hơn. Dì thấy cái này ổn hơn. Dì chọn cái này. Dì trời ơi, thế dì hỏi con làm gì? Mất cả giấc ngủ của con. Này, dỗi à? Chẳng dỗi thì sao? Cứ dỗi tiếp đi, dì đi chơi đây. Dì thật là quá đáng mà. Tức quá đi. Sao chàng dì mà tới lâu thế nhờ? Thôi đợi tiếp vậy. Ây, em gái đi đâu mà xinh thế? Thằng lùn tè. Cô em này lạ nha, bị tắc mạch máu tai à, sao anh hỏi mà không trả lời. Được. Thằng lùn tè kia, bảo ai tắc mạch máu tai hả? Ôi trời, chị ơi, em bị điếc. Ôi trời, chẳng nghe thấy gì cả. Ôi, bị liệu lưỡi nữa. Láo nháo dở với bà hả? Bà này dễ tính thôi, chứ bình thường cho nổ đầu rồi. Sao lâu thế nhỉ? Vì là mình mất giấc ngủ, bây giờ cũng chẳng thể ngủ nổi nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Dượng làm gì mà cứ lén la lén lút thế nhờ? Mình phải đi theo mới được. Phòng đi, tôi đang vội lắm rồi đấy. Thì dẫn nhanh đấy, vào đi. Nói nhiều thế. Sao hai người lại vào phòng ngủ thế này nhờ? Lại còn có tiếng đánh nhau nữa. Nhẹ tay thôi, đừng làm thế nữa. Ôi, đừng mà lên. Mạnh nữa lên cho ông. Dượng lại làm chuyện gì có lỗi với gì rồi? Chuyện này gì mà biết là chuyện to đầu đấy Dượng ạ. Gì ạ? Thật thò gì đó. Đứng đây làm gì? Đi ra. Không để gì đâu vậy? Dì bận tiếp đi. Đi ra coi. Làm cái gì vậy? Ui giời ơi. Ông phản bội tôi. Quá đáng. Bà nữa. Tôi không biết gì đâu nha. Dù này chạy đi đâu? Hôm nay bà sẽ cho con gái một dính đuôi chuyên phá hoại gia đình người khác một bài học, nghe rõ chưa? Này, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Mắt thấy tai nghe mà cũng cãi ra hả? Hãy tha cho tôi. Này thì phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, một tiểu tam chơi đẹp còn cả người bạn. Lại đối xử với tôi như vậy chứ. Bà ơi, bà ơi, bao năm nay ta nuôi ông tay áo nuôi kéo trong nhà. Cô cô hãy cố lên, tỉnh lại đi, hãy cố gắng hết sức nào. Cứ thế này thì không ổn rồi. Bà ơi, bà đừng có sao nha bà ơi. Gì mà có mệnh hệ gì, tất cả là do Dượng đây. Im đi, đang nước sôi lửa bỏng mà nói nhiều thế. Năm mươi vôn không được, lần này sẽ cho bà 100 vôn. Xung quanh cô còn rất nhiều người thân yêu thương lo lắng cho cô mà, hãy tỉnh lại đi. Còn một tí hy vọng, ta sẽ cứu sống bà. Bà hãy cố gắng thêm một chút nữa. Hả? Xin lỗi bà, mẹ ghẻ. Cậu trời thương xót. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Chúng tôi xin lỗi gia đình, tôi đã cố hết sức để cứu bệnh nhân nhưng không được. Không thể nào, bác sĩ nói dối tôi. Vợ ơi, vợ ơi, vợ đừng sang thế giới bên kia nhé. Ở đây tôi còn bà mà, hãy tỉnh lại đi bà ơi. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi,
sao bà rời xa tôi nhanh vậy? Bờ môi cong, nốt ruồi khổng lồ này, tôi không thể quên được. Con vào đây làm gì? Đi ra đi, ta muốn một mình. Dừng ăn chút gì đi, nhìn mãi làm sao được. Bây giờ ta không thể nuốt được cái gì hết, con cầm hết ra ngoài đi. Không ấy, hay là nhường cưới vợ khác đi. Đời còn dài, gái còn nhiều, thiếu gì sự lựa chọn đâu. Nhưng ta chỉ yêu mỗi mẹ ghẻ thôi, con biết cái gì mà nói. Dường đi đâu đấy? Dường nhớ về sớm, con chờ cơm ở nhà đấy nha. Bà ơi, nếu như hôm ấy tôi không đưa cô ấy về thì chuyện đã không như thế này rồi. Bà ơi, thật ra mọi chuyện là... Cái cô này, làm mạnh tay lên. Tôi mất tiền mà sao yếu đuối thế? Này, anh chê tôi cái gì? Anh cũng yếu bỏ sự, không làm được mới thuê tôi chứ. Ai, đau quá. Vậy là chiếc đệm tôi mới mua cho bà, bà còn chưa kịp nằm nữa. Bà xã, hóa ra là mình nhìn nhầm. Vậy mà mình cứ tưởng. Bà ơi, tôi xin phép về ăn cơm đây, tí tôi lại ra với bà nha. Thề với mày, với gió, với trời, à không, với bà, sự thật 100%. Tớ vậy thì hãy xuống ập đi cùng tôi làm đám cưới nào. Nhưng mà tôi sợ chết lắm. Ông bảo ông không thể sống thiếu tôi mà, theo tôi đi. Thôi mà bà, tôi sợ chết lắm. Bà tha cho tôi đi, đúng là duyên ập đến không tránh được mà. Hến, sao con ở đây? Con nhìn thấy cái gì không? Con có thấy ạ. Mọi chuyện chỉ là dựng nên, giả chết để xem Dượng có yêu thương gì thật lòng không thôi. Hả? Thật vậy sao? Thế nào không? Thế không thật thì là gì nữa? Vợ chưa chết, vậy thì chúng ta đi làm đám cưới thôi. Đúng là cái ghép đẹp cho các cặp đôi yêu nhau thật lòng. Đúng rồi đấy. Này, tôi đã bảo cô rồi, tôi không phải kẻ thứ ba đâu. Cô không nghe tôi gì hết. Tôi xin lỗi, tôi không biết gì hết. Thôi, được. Chúng ta cùng nhau về ăn cỗ thôi. Đi. Được ăn cỗ à? Được. Chúc mừng chủ nhân thành công. Chủ nhân. Cái gì vậy? Chủ nhân, chủ nhân. Chắc là chưa đủ liều. Nani? Chủ nhân, đừng như... Cha? Tại sao? Cha? Thí nghiệm người cá của ta không thể thất bại được. Mau đi tìm lũ chuột bạch về đây cho ta. Cha, để con đi ngay ạ. Không tìm được, đừng có trách ta. Dưa hấu ngon thế này nàng không bổ để ăn, lại cắm tâm xin thế làm gì? Hit mới tham khảo trên top top, cái trò này á hot lắm luôn. Trò gì hả nàng? Đó chính là trò chúc thăm may mắn. Wow, có phải ai bốc được cái gì thì ăn luôn cái đó đúng không? Thế nàng ăn đi. Hả? Ăn à? Ăn đi. Vậy thiếp ăn. Cắn đi. Ta cười chết mất. Ai cho cười mà cười? Đến lượt chàng rồi đấy. Bác Hồ bảo tôi phải chọn cái này. Cái này. Ok. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ăn đi.
nhau nha. Vui ghê. Ta không có ý. Không có ý này. Tại ơn con này chứ bộ. Đứng lại cho ta. Đâu rồi. Cảm ơn nha. Búp bê. Ngươi muốn chống trả ta sao? Thả ta ra. Bóp nôn bây giờ. Mau đi theo ta. Đồ xấu xa. Chết đi. Chết đi. Dám bóp cổ ta. Chết đi. Chết đi. Anh Hà, chạy đi. Các người chạy nổi sao? Không có cách này thì ta dùng cách khác. Người đâu? Tốt lắm. Chờ nhiệm vụ của ngươi đi. Rõ, thưa chủ nhân. Con lạy ông đi qua lạy bà đi lại, cho con xin ít đồng mà. Đúng là không có mùi gì thơm như mùi tiền. Cái này mà quả là gì đó. Chị xinh đẹp, cho em xin ít tiền ăn bát phở. Thương nhỉ. Ăn xin à? Vâng, chị thấy rồi còn hỏi. Áo gì mà rách tả tơi thế này? Em lượm ngoài bãi rác. Quần cũng rách. Ôi trời. Dạ. Cái nón này thì đổi kiểu gì? Rách to thế. Với lại có cái mùi lạ à nha. Mùi lạ là mùi gì chị? Mùi nghèo đấy. Ngửi đi. Thơm không? Nghèo thì em mới ngồi đây chứ à. Chị cho em xin một hai. Mày biến ra đi. Lấy hết mùi nghèo vào người tao. Kinh quá. Cái bà này đã không cho thì thôi, lại còn đánh người ta nữa à. Chắc búp bê không đuổi kịp nữa đâu. Tại gia đi. Ai bảo tại ta? Đồ tham lam độc ác. Tham lam kệ tao. Dám đánh tôi. Đánh tao hả? Đánh nhau á? Mơ. Mày dám đánh bà? Mơ. Anh chị đánh ra. Thôi. Đánh đó. Chuẩn cái đồ chanh chua. Mày nói dừng gì lại. Em có chuyện gì đấy hả? Cái thằng này hả? Nó động vào áo tiền tỷ của em. Dính mùi nghèo rồi đây này. Anh Hoàng ơi, bãi thấy em người nghèo nên là bắt nạt em, hạnh huệ em đây. Anh đòi lại công bằng cho em đi. Anh Hoàng ơi, không chịu đâu. Em múc mày. Mày còn ăn vạ nữa. Anh chị đây, để em múc cho nó một trận. Mơ. Anh chị phải tin em. Anh không ngờ em là con người như vậy đấy. Bắt nạt cả người yếu thế à? Nhỏ nhen. Mau về nhà sám hối đi. Em về luôn. Mày. Mày. Mơ. Cái con này thật là. Này, đâu mà ngồi dậy. Cậu có làm sao không? Chàng trai, nói cho bọn ta biết đi. Đấm hoa cửa nhà. Bỏ ta ra. Giết một người. Bỏ ra. Mau theo ta về. Chết đi. Mau chạy thôi. Các ngươi hãy đợi đấy. Cha, con về rồi. Tình hình ngươi làm cho ta được những gì rồi? Con Ô Dung, còn mỗi việc không còn để không làm được à? Vậy thì để ta. Cha. Chào chủ nhân. Hai người đi bắt bọn chúng về đây cho ta. Tuân lệnh thưa chủ nhân. Đi. Lần này các ngươi chạy thoát đằng trời. Cười gì? Cái đồ ngu nhà mày. Dạ. Mau đi luyện tập đi. Dạ. Đồ ăn hại. Rét quá. Ước gì cô con gấu 37 độ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Động đất đây à. Mẹ. Đấy là bọn con đang đi vào. Vào cái gì mà vào? Chúng mày làm gì hớt hải thế hả? Con búp bê thì nó ở nhà, nó liên quan gì tới tao? Không liên quan đến mẹ, nhưng mà liên quan đến bọn con. Liên quan gì cơ? Hả? Gia đình Tâm Cam, các ngươi sẽ phải chết hết. Tâm. Mẹ ơi. Đây, chính là chuyện này. Mày đứng yên đây. Mày đứng yên nha. Đi đâu? Chết đi. Cái bàn 700k của tao. Ui giờ không bố nó cái bàn rồi. Tí đóng đinh lại mới được. Mẹ ghẻ vô địch. Vô địch. Riêng cái thằng này á, 800 con tao cũng chơi hết. Chúng mày dám ăn hiếp bàn tao sao?
Mẹ ơi, lại có con nữa. Dậy đi. Đứng lại cho ta, mau đứng lại. Chạy nhanh lên mấy đứa. Rồng rắn lên mây có thứ này xung xích. Có thầy thuốc ở nhà không? Ta không đùa với các người nữa đâu đấy. Đừng mong làm hại các con tao. Ôi trời ơi. Đứng lên cho ta. Móc. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, Hoàng chị Tâm bị quái bắt đi mất rồi. Đỡ mẹ. Ôi trời ơi, có mỗi cái ngân hàng để rút tiền mà cũng bắt. Chết rồi, đi giải cứu chúng nó. Dạ. Tăng tà răng tăng 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 tăng. Tăng tà răng tăng 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 tăng. Ôi trời, múa mày quay cuồng cái gì nữa? Có chuyện lớn rồi. Ờ hay cái bà ghẻ này. Chúng tôi đang nhảy, bà đến đây làm gì đây? Có chuyện gì đấy? Chúng mày cứu con Tấm với thằng Hoàng nhà tao với. Bị búp bê bắt đi rồi. Làm ơn. Hả? Bây giờ ta có gia đình rồi, ta không muốn dính tới chuyện giang hồ bên ngoài kia đâu. Em nhờ. Dạ chồng yêu. Ui, lại còn cơm gió nữa. Ra. Để chúng mày quên, ngày xưa hai bọn nó giúp đỡ chúng mày cái gì à? Hả? Đúng rồi. Cái đồ vô ơn này. Nghĩ vô đi. Ơn. Bà ấy nói đúng đấy anh. Dù gì trước kia Tấm cũng giúp đỡ hai vợ chồng mình nhiều mà. Ừ nha. Đúng rồi. Nghĩa nặng tình sâu này chúng tôi sẽ không quên được đâu. Không quên thì đi đi. Mau đi, lên đi vợ ơi. Nhanh lên. Vào đi. Chủ nhân Tấm, em đã đưa được bọn chúng về. Ngươi định làm gì? Làm gì sao? Làm thí nghiệm cho ta chứ còn làm gì nữa. Thí nghiệm á? Đúng vậy. Để ta xem có hiệu quả không nào. Thả ta ra. Thành công rồi. Thả Tấm và Hoàng Thượng ra. Bọn chó vô kia là ai? Búp bê. Thả mày mau thả con tao ra. Không tao bấm đầu mày như bấm chả luôn. Lũ nhãi nhé. Đến lúc kiểm tra sức mạnh của hai người rồi. Xuống đây cho tao. Nhanh lên bọn kia. Xuống đây. Đây rồi. Tấm, thằng Hoài, chúng mày không nhận ra mẹ à? Đây. Em mơ nè. Giết chết bọn chúng. Rõ. Núp sau lưng ta đi. Cẩn thận đấy nha. Tao biết rồi. Đừng có làm bị thương con tao đi. Làm tốt lắm. Tiếp tục đi. Tránh đi. Cố lên. Tấm với Hoàng Thượng mạnh quá. Làm sao bây giờ? Chà. Có thế không làm được, cứ phải để mẹ con tao ra tay. À, còn cái thằng già kia nữa. Mày xuống đây tao cho mày một trận luôn. Nghe mẹ tao nói gì chưa hả? Để tao tính sổ nốt mày nào. Mày xuống đây. Dám thách thức ta. Ui. Mày được. Ui mẹ ơi. Cái này tuổi thọ 10 năm rồi nhỉ. Riêng cục này mà bắn mặt nó à, chỉ có thối hết mặt thôi. Hả? Dám chơi với ta hả? Hả? Đợi ta nha. Wow. Amazing. Quá tuyệt vời luôn mẹ nha. Một lại. Các người hãy đợi đấy. Hả? Búp bê, người đưa ông già đó đi đâu rồi? Ui, đâu rồi? Hai mẹ rồi? Con mau xem Tấm với Hoàng Thượng. Ừ nha. Anh Hoàng. Tấm ơi, dậy. Vẫn không tỉnh à? Ui dồi, béo thế này làm sao mà bế về kiểu gì đây? Ui, đừng dậy. Ui, vẫn không tỉnh à? Đi ra đi, để ta. 2, 3, lên. Ui, nặng bằng con lợn ở nhà rồi. Ui, đi. Mình về thôi vợ yêu. Dạ.
Nhanh lên nào các con ơi, mau. Sợ quá anh. Bắt cả lũ bây giờ. Mẹ ơi. Cái mẹ, gì nữa? Chờ anh Hoa nữa. Ôi sao kệ nó. Đi. Chạy nữa đi. Đầu của ta. Đây là đâu? Tâm. Mẹ ghẻ. Em Cam. Mọi người đâu rồi? Sao chỗ này trông lạ vậy nhờ? Con trâu. Sao con trâu này? Mày lì thế nhờ? Đi. Này thằng kia, mày biến áo đá hả? Hai nói đi, là tao nói đi. Mày xuống vô. Cho ăn thịt người à? Úi dồi. Tiên sư mày. Đông đúc như cái chợ làng thế này. Sao có mỗi mình mặc đồ vậy chứ? Ui, gà trông hấp dẫn thế nhờ. Sao không lấy được nhờ? Người đâu? Lấy hết chỗ thức ăn này về cho ta. Lính đâu hết rồi? Sao có những mảnh đời đáng thương như vậy chứ? Ui trời. Đi kiếm táo nháo thế không biết. Dân ở đây toàn cưỡi bò cưỡi dê nha. Chỗ này vườn Thượng Nguyễn à? Hello. Con này thả mùi dê thế nhỉ? Ôi trời. Ui. Đúng là gái Tây. Mày ăn cái gì mà cao thế nhỉ? Cao hơn cả tao. What's your name? Mày khinh tao à? Tao chào mày, mày không trả lời lại. Tao chém đầu mày giờ. Đi mày á, nhớ cái việc mày rồi đấy. Ông đâm cho mày gậy bây giờ. Đừng để tao gặp lại đi. Người ở đây bán nhiều quốc, nhiều đào thế nhờ. Hả? Có chuyện gì? Mày chạy đi. Trả đi. Cướp. Đứng lại. Ê ẩm quá. Ơi, vì huynh đài này, vì ngươi lấy con chiến mã đuổi theo tên cướp kia cùng ta. Chiến mã gì, được không? Được. Lên. Tôi bảo đậu, nhanh. Kia kìa. Đuổi theo. Giết. Ôi trời ơi. Anh tên kia. Đứng lại. Đứng lại. Chưa. Đuổi theo. Mau lên. Chưa. Nhanh lên, bảo con mã, nhanh lên. Chưa. Xông lên. Bọn này bắp dài quá. Chưa. Lên. Nhanh lên nó đi. Trời, chạy đi. Phải ngựa đâu mà đánh đít. Ồ thế hả? Phóng nhanh lên. Nhanh. Đứng lại. Hai tên kia. Quẹo vào đây nha. Đứng lại. Nhanh lên. Nhanh lên. Đứng lại. Ui, đường cô rồi đại ca ơi. Con sẽ lại đi. Các người chạy nữa đi. Khôn hồn thì mau giao tay nãy của cô nương lúc nãy ra đây. Thằng nhãi con này, mày dám xen vào chuyện của tao á? Các người nghĩ ta sợ sao? Ta cũng hai người, ngươi cũng hai người, đúng không ạ? Đúng là đồ hèn nhát. Ngươi lại đây. Ngươi mà tiến thêm bước nữa, ta giết hết. Wow, đại ca ơi, cứu em đi. Đại ca cứ bình tĩnh. Đại ca ơi, bây giờ em trả đây ạ. Chạy đi. Xin tha mạng. Nhớ mặt ta đi. Quay, anh trai. Anh trai công nhận đẳng cấp thật ấy. Vì huynh đài, phiền huynh chở ta về chỗ lúc nãy. Ok anh trai. Chị ơi, chị có sao không? Chị ơi, chị có sao không ạ? Đồ của cô nương đây. Thầy xước hết cả rồi. Cảm ơn anh trai nha. Đứng lên chị. Tấm. Tấm. Sao? Đứng lên chị. Sao nàng lại ăn mặc kỳ cục thế này? Tấm nào? Tấm nào ạ?
Này, Tấm cám chuyện chưa anh có lộn không á? Tấm, nàng không nhận ra ta à? Nhận này, ra cái gì? Chị lại đây làm gì đấy? Cái con đi này về nấu cơm cho em. Nhà cửa chưa lâu mà bỏ đi chơi. Mày ghẻ. Cả em cám nữa này. Ui, ghẻ nào? Sao mọi người lại đây? Cám nào? Hả? Tao, My Name, mẹ cái Miu. Ơ, ba người không nhận ra con à? Con Hoàng đây. Ồ hay, cái thằng này nó bị ngớ ngẩn tâm thần à. Mẹ, anh ấy giúp lấy lại túi cho con này. À thế à? Hơi đơ tí nha. Này, cậu cầm mấy đồng đi uống cà phê cho tỉnh người đi nha. Gớm quá. Bye. Ăn với chả mặt. Này, con không, không cần tiền à. Đâu. Con không cần tiền. Mọi người đưa con về nhà đi. Ồ hay, nhà mẹ ở đâu mày tự biết chứ sao tao biết được. Vừa va vừa vặn. Thôi nha. Đi xem quốc. Mệt mỏi. Cúi đi. Này. Giờ phải làm sao để trở về nhà được đây? Chán thật đi. Tấm. À, anh có phải là người lúc sáng lấy đồ bị ăn cướp giúp tôi đúng không? Nàng không nhận ra ta là hoàng thượng à? Hoàng thượng sao? Tôi không biết anh là ai. À, nhưng mà anh từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi đấy. Lẽ nào anh là người của quá khứ đến đây à? Người của quá khứ á? Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc ta tỉnh dậy là đã ở đây rồi. Nhưng mà còn mẹ ghẻ với em cám đâu? Ý anh là mẹ với em gái tôi á? Thôi, tôi sẽ giúp anh trở về quá khứ có được không? Được, vậy thì tốt quá. Nhưng mà trước khi giúp anh trở về quá khứ, tôi sẽ giúp anh tận hưởng cuộc sống nơi đây một chút. Mỗi năm vào dịp Tết, chỗ của tôi sẽ bán rất nhiều loại cây. Cây này hả? Cây này được gọi là cây quất nè. Ui, đào ở đây nhiều đủ thật nha. Đương nhiên, sắp Tết mà, đào mai quất với lại các loại hoa được bán tấp nập luôn. Mẹ nâu bánh đợi ta với. Đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến. Ôi, Tết ở đây họ trang trí đẹp nhờ. Đương nhiên. Nhưng mà cái nước này nước gì ngon thế? Đây là trà chanh, nổi tiếng nhất ở đây đó. Rẻ mà lại ngon nha, ngon hơn cả Sơn Hào Mỹ Vị ở chỗ ta đấy. À, mà này, anh bảo anh đến từ quá khứ là sao? Kể nghe với. Nàng quên à, gia đình mình đang bị con búp bê truy đuổi. Có ta, nàng, mẹ ghẻ và cám nữa. Búp bê à? À, cái búp bê Squid Game hot hot đấy à? Ui, game cũng gì, nó là cả một thế lực xấu xa và to lớn. Nhà chúng ta cũng không địch lại nó nữa. Lúc đó hả, nó đập một cái thanh gỗ vào đầu ta, xong ta đến đây luôn. Thế thì ta đã có cách cho anh trở về rồi. Tâm. Anh yên tâm, tôi đập chuẩn lắm luôn ấy. Nhẹ thôi. Ấy, mới lấy đà thôi đã đánh đông, bây giờ đánh thật đấy. Bình tĩnh. Nàng từ từ, để ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đã. Hả? Anh ấy đi đâu rồi? Sao tự nhiên biến mất nhờ? Anh thận thờ cái gì đấy? Cám. Nhìn lên. Nhìn lên con. Mẹ, đợi con với. Gia đình Tấm Cám, đứng lại cho ta. Đứng lại. Đâu rồi? Không để chúng chạy thoát. Rồi, thưa chủ nhân. May quá, con gặp lại mọi người rồi. Trời ơi, sao anh nói đi gì về, thế? Nhanh lên. Đi. Bắt cả lũ bây giờ. Đi. Ngày xưa, vào một ngày trời đông giá rét, giữa chốn tấp nập có một cô bé bán diêm. Nhưng cô lại không có diêm mà cô có bật lửa. Cô bật lần thứ nhất. Wow, đồ ăn. Nhưng vô tình cho khỏi mất ngọn lửa. Thế là trước mắt cô chẳng còn cái gì. Đời ơi là đời. Cô bỡ ngỡ trước sự biến mất của đồ ăn. Cô liền cầm bật lửa lên. Cô bật ngọn lửa thứ hai. Cái gì đây? Vàng, nhiều vàng quá. Nhưng gió lại thổi tắt bật lửa. Cái bật lửa chả được tới sự gì. Với triết lý quá tham ba bận, cám đã
mình sẽ cẩn thận hơn ở lần thứ ba. Thế nào cũng thành sự thật. À, nghịch ít thôi. Mẹ lên đây nè. Sao mẹ quá đáng vậy? Con đang mơ đẹp, con được bay bổng, con đang nhiều đồ ăn, con đang có nhiều vàng. Tự nhiên lại có cái mỏ nhọn này chui vào là sao? Mơ ít thôi. Con gái con đứa ngủ như thế thì có chó nó lấy nghe chưa? Hả? Đây, tên nhất. Người ta thì bánh chân đầy đủ, quần áo mới. Con này, một cái áo mà cả năm. Mặc thế là đủ rồi. Mà mày biết tại sao nhà mình nghèo không? Tại sao? Tại con mèo nhà mày nó suốt ngày kêu nghèo 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 thì bao giờ mới giàu được? Nghe thủng chưa hả? Sao? Bực mình à? Mày bỏ ngay con mèo ra khỏi nhà tao đi. Nó kêu nhiều tao đau hết cả đầu rồi đấy cám à. Ứng tuyển đi. Tuyển shipper. Shipper là làm gì hả mẹ? Làm gì hả mày? Là đi giao hàng. Công việc ổn định, lương cơ bản đủ tiêu, bao ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Mẹ, kiếm tiền tiêu Tết đi. Đằng nào mẹ con mình cũng đang không có tiền mua đồ mới. Ứng tuyển, được được, oan chu. Hai mẹ con nhà ngươi, đi giao hết chỗ hàng này cho ta. Ô sao ke vậy? Nhớ là không cho kiểm tra hàng, lấy tiền, phẳng luôn. Ớ, ảo thế nhờ. Bình thường đặt đồ, lấy đồ là phải cho người ta check hàng xong mới được lấy chứ. Đúng rồi, làm ăn thế là không được đâu. Đi. Đi, biết rồi, bye bye. Đi lên bán hàng tiếp. Nào nào, chị em ơi, chốt hàng cho em đi. Cái áo dài này chỉ còn 199 cành. Và đây, chốt đơn, gần Tết rồi chị em ơi. Sắm áo đẹp đi nào, chất liệu bên em đảm bảo cực sướng luôn. Ui, cảm ơn chị Nở đã chốt đơn này nha. Cảm ơn anh Phèo. Cổ vũ mạnh lên. Chốt đơn Chủ nhân ơi, giờ mình gói chỗ này vào chứ ạ? Các người bị ngu à? Đóng hàng đấy thì làm gì có lãi. Gói mấy đồ giấy kia vào cho ta. Ồ, thế là treo đầu dê bán thịt chó à? Các người nói ít thôi, mau gói hàng đi. Dạ dạ, em làm luôn. Đóng kỹ vào đó, không thì đừng trách ta. Gà là gà đang gáy, một ngày lại tới. Lòng thì buồn hăng hôi lắm, lo đủ thứ trên trời. Mẹ thì ngồi một góc đếm hoa đường xong rồi bật khóc. Đường xấu thế, bám chặt vào cám. Mẹ đi cẩn thận. Đến rồi. Cám ơi cám, con đơn hàng đi, xem có đúng địa chỉ không. Tao cứ thấy sai sai thế nào ấy. Đợi con tí. Đúng rồi mẹ, nó ghi là đến Nghĩa Trang, số 12651. Cái gì? Số 12651 á? Lại các cụ, con chỉ vào giao đơn thôi. Khiếp quá mẹ, chui hẳn vào đây hả? Cụ nào mã số 2651 giao tại đây? Cụ này, cụ đang ở đây, đơn đâu rồi? Cụ này, mẹ ơi, mẹ mang vào đi, mẹ đi đi. Cụ hiểm nên nhận hàng rồi. Cụ ơi, cụ thò tay lên ký giúp con đơn hàng được không ạ? Cứ để hàng đấy, xong cụ sẽ trả tiền. Cụ nhớ chuyển khoản cho con nha. Con để đây đó, con về đây. Bên kia nha cụ. Đứng lại. Chuyển khoản là cái gì ta không biết. Cụ ơi, thời đại 4.0 rồi không biết banking đúng là gà mà. Vậy cụ đến bao giờ đi về mẹ? Tổng thiệt hại của cụ hết bao nhiêu tiền? Mẹ xem bao nhiêu, hình như là 250.000 cụ ạ. À. 250 hả? Dạ. Đây, cụ trả tiền. Tiền đỏ thế cụ. Tiền ông phụ đấy, thôi đi về. Về đốt cơm. Đứng lại. Dạ. Dạ. Sao chúng mày cứ sợ cụ thế? Đứng im đây, cụ tặng cho cái quần. Đứng im đây, cụ tặng cho cái quần. Tặng quần làm gì ạ? Thì đứa nào giao hàng đến đây mà chẳng ướt quần. Lấy quần nha. Con không dám, con về đây ướt quần rồi. Nó chuẩn thế nhỉ? Đi đi, ta là trong tiếng. Hàng đấy rồi, nhậu thôi. Thôi chết rồi, đưa nhầm cho hai mẹ con nó tiền âm phủ. Nhầm rồi, này, đứng lại.
vào tiếp. Ô, thằng Nô. À, dạ hoàng thượng. Ê, này 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 này, nhà này rồi. À, thế cái nhà nào là nhà 105, nhà anh Hoàng hay là nhà thằng cô áo xanh lá lốt này? À, địa chỉ nhà anh nhưng mà anh có đẳng gì đâu. À, đây đây, số nhà 105, họ và tên Lưu Văn Nô, có đặt đơn ngày hôm kia này. À, địa chỉ này đúng là nhà của anh nhưng mà tên lại là Nô. Ừ, cái thằng kia, sao mày lại đặt địa chỉ nhà tao hả? À, em có đặt gì đâu. À, mà đồ đồ gì đấy hả Cám? Ship lò khe. Ừ, rồi đây, ship lò khe ren hồng cánh sen. Eo, anh nào đã ship đấy? Ừ, ship lò khe. Trời ơi, tao không ngờ mày là có người như vậy. Nhưng mà em có đặt đâu, chắc chị nhầm rồi. Ừ, trời ơi, cậu có đặt ship lò khe đây là còn cứ chối. Cậu đặt để ấy anh Hoàng chứ gì, để chim chim chuột chuột. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn loài, với trẻ bây giờ loạn quá. À, hai mẹ con đừng có nghĩ vậy, con bên thẳng nha. Thì thằng này Cam mày mua để dùng với ấy chứ gì. À, đi thôi Cam, anh nhận hàng nhanh lên đem còn về nhà không phải gì? Của tôi. À, chuyện gì đấy? Ôi trời ơi, thì là cái ông này đặt hàng xìm hồng cánh sen tặng cho ông này để hai người chiếc với nhau. Hóa ra bao nhiêu lâu nay gạt tôi à? Hả? Gạt tôi hả? Không phải anh đặt đâu. Em hiểu nhầm rồi. Liệu hồng đó, xử lý nhanh đi, em còn đi về. Đấy. Ngại ghê á, của em. Ôi trời ơi, cái bà này. Bà à, thế chắc chị ấy đặt ship lò khe để dùng với ông kia rồi. À, không có. Vậy bà đặt chiếc quần lò khe này để dùng với ai? Em có dùng với ai đâu, em dùng với anh mà. Bà đừng có lừa dối tôi nha. Cãi hả? Bà đặt để dùng với ông này nè. Nói không phải chứ bà. Em nói cái gì vậy hả? Bà được lắm. Hóa ra tôi bị cắm sừng bao năm nay hả? Không phải mà. Chuyện gia đình tự giải quyết nha. Mẹ đi thôi, đánh nhau tới bông đi. Này, hai mẹ con kia. Còn cái ông này nữa. Đừng nghĩ mình là vua mà thích làm gì làm nha. Hôm nay tôi sẽ cho ông bà hả? Đừng mà. Hello, mẹ con em về rồi đây. Chị cho bọn em xin tiền công, giao hết rồi, không còn đơn nào nữa. Mẹ con nhà mày cũng khá đấy. Chuyện mẹ con em mà đi giao hàng chỉ có uy và tín thôi. Giao hàng kiểu gì mà khách hàng gọi chửi lên hả? Người thì tan cửa nát nhà, hàng thì bớm méo, tiền thì không về quỹ. Là sao hả? Hai mẹ con gì dẻ? Chị cho cơ hội nữa, lấy công chủ tội. Đúng rồi đó. Lần này mẹ con nhà mày không làm được gì, biết tay tao. Có hai cái đơn này, mẹ con mày không giao hẳn thôi thì đừng có trách ta. Biết rồi. Biến. Nên nhớ, phương châm shop chúng ta là giao hàng, lấy tiền, không kiểm tra hàng và xong về. Dạ dạ, bọn em quy sự tính, ghi hết vào trong bộ não này rồi. Yên tâm nha, yên tâm. Mẹ mẹ mẹ, cái gì vậy? Đến đúng nhà này rồi. Ngôi nhà 4953 đây chứ đâu. Ui, nhà này sao mà âm u thế. Mấy đứa ơi, mấy đứa ơi, ra nhận hàng. Đứa nào vừa gọi đó, là đứa nào? Ghê thế. Cám, mẹ vào giao đi. Nhà đấy mẹ giao đi, con giao đơn kia cho. Ui dồi, Cám. Đơn gì đây? Mồm này cũng ít to lắm, mở ra xem nào. Các anh ơi, có đơn hàng quần áo. Quần áo à, xem nào. Anh ơi, không được kiểm tra hàng đâu. Bây giờ tao thích kiểm tra, làm sao, được không? Dạ được, được. Không được kiểm tra đâu. Em áo đẹp vậy. Trời ơi, đại ca ơi, giờ anh chơi hẳn loại hàng mã này cơ. Thế này mà kiểu gì? Được cái mẫu mã cũng đẹp. Hàng mã. Bà già kia, bà thích trao đổi giao hàng dớ dẫn không hả? Em chỉ là shipper thôi mà. Mày có tin á, tao cho mày á, mặc luôn cái này không hả? Em chỉ là người giao hàng thuê thôi mà. Này thì thuê nè. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Đại ca giờ chơi phong cách kín đáo thế nhở. Này, cà ra phán, còn kẻ cà rô, hay phết nhở. Em có biết gì đâu mà đánh em, chạy cả máu mũi rồi. Mày mang đây, tao cho mặt luôn. Đúng là ngu. Cầm lấy, mang dao, nghe không? Mang dao. Nó bé quá mà không được. Phải mặt, mặt không hả? Em mà.
Số nhà tông sẽ 69 đâu. Cửa mở hả? Nhà này có vẻ thân thiện đấy nhở. Có ai ở nhà không? Shipper đây. À nhầm, Khanh ơi. Lấy hàng. Đứng yên. Dạ. Ăn trộm hả? Trộm nè, chứ chưa nè. Anh dừng lại. Em là shipper. Shipper. Do you understand? Hiểu, làm shipper mà không nói sớm. Đây, hàng của anh đấy. Bộ quần áo anh đặt online đó. Mày đùa tao à? Sao đặt quần áo mà lại đưa hàng mã cho tao? Làm anh thế hả? Em có biết gì đâu. Mẹ con nhà mày có việc gì? Mày livestream quần áo mà mày bán hàng mã thế này, lừa mẹ con tao. Vậy thì ma mặt à? Tao đã bảo là không cho khách kiểm tra hàng, sao chúng mày không nghe? Đúng là cái đồ treo đầu dê bán thịt chó mà cái mặt mày khốn nạn sẵn rồi. Đúng là mày bảo ai hả? Tao nói mày đó. Người đâu? Tao nói mày đó. Đứng im. Dạ em xin lỗi. Đúng là lỗi do hai mẹ con em để khá tại mẹ đó. Tại mày á. Thôi em xin phép à. Em không cần lương đâu. Cám đợi mẹ. Tiền sư cái con búp bê. Bực thế chứ này. Làm mẹ con mình bị đánh oan. Mẹ ơi, chúng nó thích chơi bài bẩn. Nói chung là bọn này mình không nên dùng miệng. Ném nổ banh nhà nó đi con. Shit. Chà. Mau lên bán hàng tiếp thôi. Hả? Thế là mẹ con mình vừa triệt hạ được một đường dây buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng đó mẹ. Đấy là một việc tốt. Lương lẹo là không được rồi. Kính thưa bốn con gà mái mơ, ra đây đang tất niên. Rồi, em mời các anh chị dùng bữa ạ. Một năm qua, các anh các chị có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm là trong một năm qua, các anh chị đã đẩy mạnh nguồn lương thực cho gia đình em. Nhưng mà, bên cạnh ưu điểm, thì các anh chị vẫn còn những nhược điểm. Điển hình là phải nói đến việc các anh các chị tổ chức trốn trại, làm cả gia đình đuổi hơi mệt. Thì em cũng xin trịnh trọng thông báo với quý anh chị là cuối năm nay mục tiêu của gia đình em là anh gà trống sẽ cúng giao thừa, còn cô gà mái sẽ được đi tiếp khách. Thế nên là anh chị cũng... Gáp ơi! Thế nha, em vào trước. Mày vào đây tao bảo. Nhanh lên! Mày gọi gì mà gọi nhiều thế? Cám, đâu rồi? Vào đi nhanh lên làm gì lâu thế? Ui dài ơi, vừa điểm danh xong đàn gà. Kiểm đủ chưa? Này, con vừa kiểm quân số xong. Con nào con nấy chạy lông nhông trong vườn. Béo tốt trắng trẻo lắm mẹ. Năm nay cũng giao thừa là các anh cứ đứng thế này thôi. Rất là tốt đấy. Cứ như thế này. Ôi dài. Nhiệm vụ của mày là từ giờ đến Tết là chỉ trông cái chuồng gà đó nghe chưa? Dạo này trộm cắp lắm đi. Trộm cắp nhiều á? Ôi dồi ôi, trộm cắp như rươi ấy nha. Mày làm sao đây? Hình như là con chưa đóng cửa chuồng gà. Cái gì? Ôi dồi ôi, ra xem gà ngoé thế nào, nhanh lên. Đi. Đau quá. Đi vào nhanh lên. Ôi dồi. Gà đâu? Gà thắp hương của tao đâu hả con kia? Mấy anh chị gà vẫn ở đây mà. Chả hiểu mẹ ghẻ với Cám đi đâu mà chuồng gà với vườn chả đóng cổng đóng cửa gì thế này. Để vườn không nhà trống vậy. Hai cái đứa này. Lúc trọng đại thì đứng giữa sân nhà mình,
rất là mất thời gian. Này, hả? Cái con người ở đâu ấy? Cái đứa này. Mà đến nhà người ta ăn táo thế? Ăn trộm gà rồi giờ ăn trộm táo nữa hả? Này, sao chúng mày vào không đóng cửa chuồng? Gà nhà tao đâu hết rồi hả? Gà nào? Này, thì hai con gà trống cổ dài với lại hai con gà mái mơ nhà tao, tổng cộng là 4 con. Nó vừa quanh quẩn quẩn đây, hai chúng mày vào nó mất. Ê, từ lúc con vào là không có một bóng ma nào nha. Mẹ tính đến đây đổ điêu cho bọn con à? Ồ, thế không phải do chúng mày chứ gà nhà tao tự bốc hơi đi à? Ảo thế nhờ. Thì sạch sẽ nhưng mà lại mang tên ăn trộm, làm chủ một vương quốc rồi, làm hoàng thượng rồi mà còn đến nhà mẹ vợ để ăn trộm gà. Này nhá, con bảo là không có ăn trộm là không có ăn trộm. Này, ôi con, mày còn cãi nữa à? Hả? À, khoan đã. Anh Hoàng này chịu khó cãi thật ấy mẹ. Hả? Sứ giả nước láng giềng xa đó. Được rồi, ta về ngay. Về tắm ơi, có việc gấp. Ê, ơ kìa, định ăn không mấy con gà nhà tao thế à? Ba bữa bận không đền cho tao 4 con gà thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa chuồng này nha. Bước ra chặt cụt chân luôn. Đi tắm. Đi hả? Kìa, con đã bảo là con không có lấy, con không đền. Tao không cho mày đi đấy. Mày đứng im đấy. Đứng đây rồi. Ơi, thôi nào. Này, anh không đền anh không về được à? Ở đây, ở luôn. Ai cho về? Thôi được rồi, 4 con gà chứ gì, con đền. Đây, về thế này. Đúng là hai mẹ con. Ôi giời. Ê, mẹ thấy con thông minh nào? Úi giời ơi. Ui, được. Mày cũng may là có mấy đứa ngu để nó vào ấy, tao mới gỡ lại được 4 con gà chứ không tao đập mày bung mồm rồi con à. Ngu, không đóng cửa chuồng. Không cho nhìn nào à. Chủ nhân, mau cầm lấy nó. Đây là cái gì vậy hả chủ nhân? Người cứ mở nó ra đi. Mở lên, mở ra đi. Wow. Gà nhà mẹ ghẻ đấy. Mau đi làm thịt nó đi. Wow, con gà. Nhanh lên. Dạ, bọn em đây ạ. Được. Đang bận rồi, mẹ ghẻ còn báo bắt đền nữa chứ. Thật là gà là gà đang gây. Một ngày lại tới, lòng buồn hấp hối làm lo mọi thương trên đời. Bọn này bắt đâu ra con gà vừa béo vừa to, đẹp thế nhở? Hay bút bê biến ra đó chàng. Ê, thế mày định ò đến bao giờ? Có thiệt nữa không? Nhưng mà con gà nhà mẹ ghẻ to thế này thì làm thế nào? Ui, ngu thế. Các cụ đã bảo rồi, trống á thì cắt tay này, còn mái á thì phải cắt đít. Cứ thế mà làm. Đi. Gà nhà mẹ ghẻ. Thế thì ta hiểu vấn đề rồi. Đi. Thế thì đi nhanh lên mẹ ơi. Ê, cắt đít. Này, ai dạy chúng mày là gà phải cắt đít hả? Ừ thì ông bà tổ tiên chín trời nhà tao truyền lại bảo thế đây. Đúng. Ui rồi, thế thì tao lấy chúng mày một lạy luôn. Thôi được rồi, hôm nay chính anh đây sẽ dạy cho chúng mày một khóa thịt gà cấp tốc. Ồ, được chứ. Thế mang gà đây. Đầu tiên á, chúng mày muốn thịt được con gà này thì phải đi kiếm cho tao một nồi nước sôi to. Tao đi lấy nước cho. Còn cái thằng này, chuẩn bị cho tao một nồi rau thơm để tao khử trùng con gà. Ok. Còn con phượng hoàng lửa này cứ để tao. Được rồi, đi, ta đi luôn đây. Đi mẹ đi. Bọn này ngu thế nhờ. Giờ cầm gà về cho mẹ ghẻ. Nhanh lên. Khoan, giờ mà cầm đi á, chúng nó biết ngay. Lộ mất. Lộ hết á. Thế thì thiếp có cách rồi. Chúng nó về. Nàng giữ chặt vào, đừng để cho nó chạy thoát nha. Giữ lại. Củi đây rồi. Rau thơm đây. Hai người đây rồi. Chẳng may ta làm sống mất con gà. Con gà tốt lại đây rồi. Các người trông coi cho cẩn thận đấy, không nó bay mất. Bây giờ ta có việc, đi về trước đây. Đưa tay đây. Đặt lên. Bây giờ hai người giữ chặt đấy, ta phải đi về trước đây. Rồi, cảm ơn nha. Bây giờ làm sao? Bây giờ bỏ ra, nó mà chạy mất thì có mày cắt tiếng luôn đi. Bây giờ tao mở phát ra, mày vô nữa nha. Ok. Nào, 1, rồi 2, 3. Cái gì thế này? Hả? Gà đâu? Không xong rồi, phải về báo với chủ nhân thôi. Này, dẫn tới cái cảnh báo cho chủ nhân biết sẽ như thế nào không hả? Chủ nhân ơi, nguy to rồi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì mà các người hớt hải thế? Mất gà rồi. Cái gì? Mất gà? Vâng. Chủ nhân,
Xin thưa mọi người, thấy chưa hả? Dạ. Đúng là thằng ăn thải. Làm thế nào bây giờ? À, đi theo tao. Đi. Đợi ta. Dám sao? Chủ nhân ơi, cấp báo, cấp báo. Bọn em đang thịt con gà thì tự dưng nó hóa thành giấy rồi ạ. Bọn mày đùa tao đấy à? Chủ nhân, có con gà cũng cách không được, để chúng nó bê đi mất. Chúng mày đáng tội gì hả? Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân ơi, cho em xin một cơ hội. Em xin mà. Chủ nhân. Được rồi, tao sẽ cho chúng mày thêm một cơ hội nữa. Dạ vâng vâng, cảm ơn chủ nhân ạ. Đi mày. Không tìm được gà về đây cho tao, tao sẽ thiết chúng mày đấy. Mẹ con mình cứ gắn mấy bông hoa giả vào đây để em kiếm ối tiền ở mẹ nhà. Sao nữa, cái này phải da bạc tí. Mỗi tội năm nay là không có gà ấy. Mày càng nói tao càng tức ấy. Có mỗi cái chuồng gà không mà không đóng lại vào, mất hết luôn. Mẹ ơi, mẹ, cho con xin lại tiền. Gà của mẹ đây. Đây, y nguyên. Ê, mẹ nhìn đi. Đúng chuẩn gà trống cổ dài, cái màu đỏ hoe, với lại chân vàng ống. Đấy, đúng chưa? Không mất một sợi lông. Đúng anh Trống mấy mời nhà mình này. Đấy. Em xin. Cảm ơn anh chị nha. Mẹ cho con xin lại tiền đi. Mà con nói thật với mẹ nha, gà này là con búp bê nó bắt, chứ không phải là con bắt. Đúng nên rồi. Là cho con xin lại tiền. Cho bà con xin lại gà tiền. Gà này chứ không phải gà nhà tao đâu. Nhầm rồi. Không phải đâu. Mang mẹ đi. Không lấy thì thôi em xin. Mà anh chị mang con gà này về làm gì đâu. Em lấy về em thịt. Nó lấy, không phải tao lấy đâu nha. Cái gì nữa, coi như là mẹ xin. Quà Tết, biếu mẹ già rồi. Đi về. Con gà. Về đi. Mẹ ghẻ vô lý thật đây. Đã lấy gà, còn lấy mất tiền của mình nữa. Chẳng hiểu nổi. Ê, hai tên lính đỏ, nó cứ thập thò đằng kia kìa. À, lính đỏ à. Ê, tao có cách trừng trị mẹ con cám. Tết năm nay, khỏi ăn gà luôn. Nàng đi. Đúng theo đó. Ta này. Mẫu trở gà đi. Khoan, anh cứ khoan. Hạ cái nòng có gì xuống. Cứ bình tĩnh đã. Gà của tao đâu? Đưa đi. Gà để ta dẫn chúng mày đi đến một vườn gà luôn, bắt bao nhiêu thì bắt, được chưa? Có thật không? Cứ đi theo ta. Đi. Người mà nói điều chết với ta. Đâu đây kia. Vườn gà nhà mẹ ghé đây. Vào múc đi. Múc bao nhiêu mày. Thì múc đi. Bọn ta đứng đây đợi. Dám lấy tiền của vợ chồng con á, nhanh lên mày. Có cửa không vào, ăn gì ngu thế. Quên à, con kia, đứng im không tao bắn chết mày. Nhanh lên. Vừa có tiền vừa có gà, vui quá đi. Mong mang gà về cho chủ nhân thôi. Sao chúng mày ăn trộm gà nhà tao? Còn đấy tao vừa lấy được của thằng Hoàng ấy. Không muốn chết thì biết mồm vào, né sang một bên. Xin nha. Gà của tao vừa lấy được mà. Ui, lại không có gà ăn rồi. Không ngờ nhà mẹ ghẻ lại nhiều gà như vậy đây. Chuẩn cứ vào mà lấy thôi. Ê, về đây. Ê, các anh cứ bình tĩnh. Muốn lấy gà nhà mẹ ghẻ không đơn giản đâu. Phải nhiều mưu mô xảo quyệt lắm. Hay là anh đưa gà cho bọn em cầm hộ, rồi anh đi. Bọn tao không bị lừa lần hai đâu nhá. Ê, bọn em đâu dám lừa hai anh. Mẹ ghẻ đuổi kìa. Mẹ ghẻ. Đâu. Lấy gà. Ôi giời ơi, không lừa được ai thì ăn đánh. Thế là gà lại về với anh chị rồi. Về thôi này. Đùa ta. Alo, thế Tết này có về không? Con dạ. Đây. Ui giời, Tết này Tết không phải không khi về nói mình đâu. Đi lừa đâu. Chúng ta phải xây nốt không cái về thử. Được đâu. Đây, lại quay bận. Cho mẹ xem. Đây. Không về được à? Cả năm có cái Tết mà bọn nó đi nước ngoài chả thèm về.
Tết này cô đơn rồi. Ai bảo thế? Còn bọn ta nữa cơ mà. Mẹ ghẻ à, đến ngày bà trả nợ rồi đấy. Ôi giời ơi, giờ thì sao? Bà có trả hay không? Ôi giời ơi, chị ơi, cho em khất nốt năm nay. Hai đứa đi du học rồi có tiền đâu. Không có chuyện đấy đâu. Sao ngày xưa bà không để một đứa ở nhà cho nó nhẹ nợ? Nhưng mà chi tiêu tháng này lại âm rồi. Nợ thì nợ chồng nợ chất ra. Đây này, nợ bà chín à, 999k. Chưa trả được cái gì. Đây, mẹ nhìn nè, đọc đi, giấy trúng tuyển. Trúng tuyển? Ui giời. Cả con nữa mẹ. Cùng trúng tuyển. Dạ. Mà chi phí đi học bên Dubai này á cao quá. Nhưng con thì cũng muốn đi. Nhưng mà nhà mình đang nợ thế này, liệu... Không sao hết. Riêng chúng mày là mẹ lo được. Vì tương lai con em chúng ta. We are family. Chúng mày có tiền cho mẹ vay nóng 2 tỷ một thời gian dài rồi mẹ trả nha. Lo cho hai em nó đi du học. Khổ quá, nhà không còn đồng nào hết ấy. Chả giấu gì mẹ, đợt này bọn con đầu tư thua lỗ, nền kinh tế thì bị suy thoái, nên cũng không có nhiều tiền như thế. Thế nhà không còn gì cho tao bỏ vào mồm mà. Đây, mẹ nhìn đi, bây giờ vợ chồng con còn mỗi muối bưởi để ăn đấy. Ăn bữa trước phải lo bữa sau. Hôm nay mẹ sang đây, con cho mẹ một nửa. Bọn ôi con chỉ còn chừng này thôi. Thôi chúng mày giữ lại ăn đi cho nó nóng. Tao tự đi xoay tiền. Bà nhớ trả đúng hẹn đấy. Biết rồi. Bà mau trả hết nợ đi nhanh lên. Chị ơi, hôm nay trời cũng đẹp đây. Hay thư thư cho em vài năm nữa đi. 3 năm nữa thôi. 3 năm sao? Ôi dồi ôi, chị ơi, năm mới Tết đến chị để nhà em vườn không nhà trống thế này à? Không được, trả lại cho em. Kể đi. Kệ xác bà, đây mới chỉ là tiền lãi thôi đấy. Ôi dồi ôi, chị ơi, đừng mà. Biến ra. Mỗi năm có ngày Tết xung vầy à. Không chúc về là không chồng được. Năm mới làm ăn phát tài nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh cũng vậy nha. Thôi, thu xếp Tết rồi, về nhà tạm biệt. Tết xung vầy á.
nào mà cũng như năm này thì thích quá mẹ nha. Đúng rồi. Tết mà, gia đình phải yêu thương nhau nha. Dạ. Đây này, cái này đem ra tắm. Không kiếm tiền nữa, giàu bao nhiêu đâu. Mẹ, con về với mẹ đây. Này, mày không làm đi, mày đứng đây mày buôn chuyện cái gì đó hả? Làm nhanh lên. Dạ, vâng ạ. Thôi mẹ ơi, con đang bận rồi. Có gì Tết năm sau con về. Đây, em làm luôn đi. Nhanh không tao trừ lương bây giờ đi.